Từ lâu, cứ mỗi độ đến Tết đến xuân về, người Việt Nam thường dựng cây nêu và coi đây là một biểu tượng thiêng liêng, tránh những điều xui xẻo và mang lại may mắn cho cả năm mới. Xưa nay, cứ đến chiều 30 tháng Chạp, mọi nhà đều dựng nêu đón Tết. Đối với người dân Việt Nam, hình ảnh cây nêu ngày Tết được coi là biểu tượng văn hóa thiêng liêng nhất. Cây nêu gắn liền với sự tích huyền thoại, thấm đẫm tính nhân văn sâu sắc. Sự tích về cây nêu. Xưa kia, khi người vợ và quỷ còn sống chung với nhau trên mặt đất, quỷ cậy mạnh, chiếm hết ruộng đất, người phải thuê ruộng đất của quỷ để cày cấy. Cứ mỗi năm, quỷ lại nâng cao tô ruộng, rồi một hôm, quỷ ra điều khoản, ăn ngọn cho gốc. Mùa lúa năm đó, quỷ thu hết thóc gốc, để cho người nông dân chơ mỗi gốc dạ, nhân dân đói khổ vô cùng, thấy cảnh người dân lầm than, phật mách cho dân chuyển sang trồng khoai lang. Vụ mùa tiếp theo, người dân chuyển sang trồng khoai lang, đến cuối vụ, người dân thu hoạch hết củ, để lại cho quỷ toàn lá. Quỷ bực tức, thay đổi điều khoản thành, ăn gốc cho ngọn, phật lại mách người dân quay lại trồng lúa. Cuối vụ, lúa thóc người lườm lượp, đổ về nhà dân, quỷ chỉ còn chơ gốc dạ. Bực tức vì hai mùa liền không thu được gì, quỷ lại đổi điều khoản này thành ăn cả gốc lẫn ngọn. Quỷ nghĩ rằng lần này người dân sẽ chẳng có cách nào chống lại, bao nhiêu nông sản sẽ về hết tay chúng. Phật thấy vậy, liền ban cho người dân cây ngô. Đến khi thu hoạch, trong nhà người dân ngô chất đầy bồ, còn quỷ chẳng được gì. Uất ức vì không thu được nông sản, quỷ không cho người dân thuê ruộng. Phật bảo người dân đến mua lại của quỷ một khoanh đất bằng bóng, chiếc áo cà sa treo trên ngọn tre. Thấy bán được khoanh đất nhỏ với giá hời, quỷ cũng đồng ý. Khi người nông dân trồng tre xuống, cây tre vụt mọc cao lên tận trời, chiếc áo cà sa mở rộng như biển, bóng áo cà sa che khắp mặt đất, che hết đất của quỷ, quỷ mất hết đất đai, phải lùi ra tận biển Đông. Uất hận, chúng tụ tập quân đội đánh chiếm lại ruộng đất, biết được quỷ sợ vôi bột, lá dứa, máu chó, Phật bảo lại bảo cho người dân sử dụng những thứ đó 3 lần đánh bại lũ quỷ. Quỷ bị đuổi ra tận biển Đông, khóc than với Phật mỗi năm, cho chúng vài ngày được về đất liền mộ tổ tiên. Phật đồng ý mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Đán, cho quỷ về thăm phần mộ tổ tiên. Từ đó trở đi, mỗi dịp Tết đến, người dân lại dựng cây nêu trước nhà. Bên cây nêu, buộc một bó lá dứa, treo một chiếc nêu đất đỏ, chút vôi bột bên trong, sau đó lấy vôi vẽ hình cánh cung hướng về phía đông để xua đuổi ma quỷ. Như vậy, cây nêu đã trở thành biểu tượng của sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác nhằm bảo vệ cuộc sống bình an cho con người. Cây nêu trong cộng đồng, các dân tộc Việt Nam cũng muôn hình muôn vẻ như cây tre, trúc, bương, lồ ô có độ cao khoảng từ 5 đến 6 mét, chặt sạch các cành lá chỉ để lại trên ngọn có nhánh lá. Trên ngọn cây treo một vòng tròn nhỏ, vòng tròn này buộc nhiều thứ khác nhau tùy thuộc vào phong tục mỗi địa phương như lá phướn, những chiếc khánh hay còn gọi là chuông gió. Để cho khánh đó va đập vào nhau kêu leng keng trong gió, chiếc khánh đồng âm với khánh, có nghĩa là phúc, năm mới đem lại hạnh phúc cho gia đình. Trong những ngày Tết cổ truyền, vào buổi tối trên cây nêu còn có nơi treo một đèn lồng nhằm chỉ đường cho tổ tiên biết đường về ăn Tết với con cháu. Trong đêm trừ tịch, cũng như ngày mùng 1, ngày xưa khi cha cấm đốt pháo, người dân còn treo bánh pháo tại cây. Khi đốt cây nêu đón mừng năm mới, mừng tổ tiên về với con cháu, xua đuổi ma quỷ hoặc những điều bất hạnh của năm cũ, cầu mong một năm mới tốt lành. Cây nêu được dựng vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch là ngày táo quân về trời, với quan niệm rằng từ ngày 23 cho tới đêm giao thừa, vắng mặt táo quân. Ma quỷ thường nhân cơ hội này lẻn để quấy nhiễu, ngày dừng cây nêu được gọi là thượng nêu và ngày 7 tháng giêng âm lịch làm lễ hạ nêu.